Trí tuệ nhân tạo AI được sử dụng để phân tích hình ảnh chụp X-quang của bệnh nhân, xác định các tế bào ung thư tiềm ẩn với độ chính xác cao. Điều này có thể giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm hơn và cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân. Chúng tôi đã sử dụng các cái thuật toán để tạo ra một cái mô hình trí tuệ nhân tạo có khả năng dự đoán và phân loại cái hình ảnh tế bào đó xem là nó có tổn thương gì. Nó là một cái gợi ý ban đầu để cho các bác sĩ học có thêm cái cơ sở để đưa ra được cái nhận định. Và hiện tại thì chúng tôi cũng đang cố gắng là hoàn thiện cái mô hình này để làm sao cho nó dễ sử dụng nhất, chuyển giao cho các cái cơ sở y tế. Trước tiên là trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và sau đó là các cái cơ sở y tế khác có cái nhu cầu sử dụng. Không chỉ vậy, việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI với khả năng hiển thị kết quả chỉ trong 20 giây sau khi chụp X-quang có thể nhanh chóng khoanh vùng những khu vực nghi ngờ có nguy cơ bất thường ngay từ ban đầu nếu có, giúp các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đọc nhanh hơn, chính xác hơn, tránh bỏ sót tổn thương là điều rất cần thiết trong chẩn đoán bệnh ở giai đoạn đầu. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo thì nó sẽ giúp cho cái việc cái thời gian chẩn đoán, thời gian nhận định một cái tổn thương nào đó nó sẽ được rút ngắn hơn. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là đối với cả xét nghiệm tế bào học này thì cái lực lượng mà thực hiện thì khá là hạn chế. Cho nên nhiều khi có những cái ca bệnh khó thì chúng tôi cần phải hội chẩn với nhau. Thế vì cái lực lượng nhân lực thiếu thì khi đó thì chúng ta sẽ phải có các cái mô hình này để đưa ra các cái ý kiến, các cái gợi ý, các cái chẩn đoán. Từ đó để bác sĩ có thêm cơ sở để rút ngắn được cái khoảng thời gian chẩn đoán, đồng thời là cái độ chính xác, cái tỷ lệ sai sót trong xét nghiệm nó cũng sẽ, độ chính xác sẽ được nâng lên và cái tỷ lệ sai sót cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Mặc dù mới được áp dụng, song việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào chẩn đoán, sàng lọc ung thư từ sớm của Bệnh viện A Thái Nguyên đang góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, đây cũng là mục tiêu để hướng tới mô hình bệnh viện thông minh mà bệnh viện đang hướng đến.